bổ gì vào cho đông vai. Cái này mình nếu đi khách mình phải vui thế, giờ khách phải quay lại sướng không? Nhất là đừng nói cháu, đừng nói ra ngoài lên tiếng. Gặp nhau bao nhiêu năm
Cành đào quá đẹp luôn. Chiếc bốc phép rồi. Cành đào đẹp đấy. Không được đèo nha bạn nhé. Nói thì làm được nhưng mà đừng đẹp. Không phải không? Đâu chứ.
Thank you.
Thank you.